răng sứ cũ đổi răng sứ mới với chi phí không đồng, hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lượng răng cũng như là không giới hạn thời gian nha. Chào tất cả mọi người, mình là Thư và hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến nha khoa thì tình trạng răng của Thư nó là về màu sắc thì răng bị xỉn màu. Cái thứ hai nữa là Thư cũng không hài lòng về cái form dáng cũ, tại vì những năm trước đó Thư đã vào 6 cái răng sứ rồi, chính vì vậy cho nên là Thư cũng chưa có hài lòng về màu sắc này. Thứ hai là về form dáng và Thư bao là nó luôn gặp một số những cái vấn đề nữa, cho nên là Thư quyết định là đến nha khoa tổng để được tư vấn và tìm hiểu. Trong một lần tình cờ mà Thư biết đến người bạn của mình, và thật sự là cô bạn của Thư thì cũng đã làm răng sứ được gần 4 năm rồi, và khi mà Thư thấy là cái nụ cười của bạn rất là tự tin và tỏa sáng, chính vì vậy cho nên là Thư cũng tò mò và tìm hiểu. Thì được biết là bạn đang làm ở bên nha khoa An Tâm lúc này, thì Thư qua với mong muốn là mình sẽ tư vấn dịch vụ cũng như là xem thử như thế nào thôi, chứ Thư không hề biết có cái chương trình thay răng sứ cũ đổi răng toàn sứ mới. Và thật là bất ngờ khi tới đây, khi mà được nhân viên tư vấn và phụ huynh rất là nhiệt tình, thì Thư mới biết được cái chương trình lần này. Và khi đến nha khoa thì thật sự luôn là với cái tâm thế là một người đến để làm đẹp thôi cả nhà, và Thư rất là bất ngờ, và cái trải nghiệm của Thư lúc đó là rất là wow luôn, mọi người rất là hạnh phúc, và Thư nghĩ đây là một cái chương trình vô cùng tuyệt vời và nhân văn luôn. Bởi vì răng của Thư làm ở một cái cơ sở khác, Thư không có tiền chia sẻ, nhưng mà mình không có hài lòng, chính vì vậy cho nên tại đây Thư tới đây và được có một cái chương trình ưu đãi rất tuyệt vời như vậy, và cái trải nghiệm của Thư lúc đó là rất là wow luôn. Thư thật sự khi mà đã được thay răng sứ cũ đổi toàn răng sứ mới thì Thư có một cái trải nghiệm đó là rất là hài lòng, hoàn toàn là hài lòng luôn. Thật sự để mà mình cũng là một người hơi khó tính nha, nhưng mà mạnh dạn cho nha quan tâm 10 điểm nha. Đây là một cái chương trình hoàn toàn thực tế và đúng như là nha khoa chia sẻ luôn, hoàn toàn là miễn phí với chi phí không đồng nha cả nhà. Hôm qua cái video này Thư là một người khách hàng đã được tham gia cái chương trình, đã được thay sứ này, thì Thư muốn chia sẻ đó là với những cái anh chị em nào chưa thật sự tự tin về nụ cười của mình cũng như là răng của mình có những cái khuyết điểm, thì mọi người hãy mạnh dạn đăng ký tại nha khoa An Tâm nha.